Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Một yêu cầu quái đản của người chồng sắp ra đi. Có một người đàn ông đã chăm chỉ làm lụng cả đời và tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Thế nhưng trước khi biết mình lâm bệnh nặng và sắp qua đời, ông ta đã để lại cho vợ một yêu cầu quái gở và vô cùng ích kỷ. Mình ơi, hãy nghe tôi nói cho kỹ nha. Khi chết đi, tôi muốn mình đem rút hết số tiền trong tài khoản của tôi ra, rồi để vào trong quan tài cho tôi. Tôi muốn mang hết tiền đi với tôi qua thế giới bên kia. Mình hứa với tôi sẽ làm như thế nha. Hóa ra ông ta là kẻ yêu tiền hơn tất thảy mọi thứ trên đời, hơn cả người vợ đầu gối tai ấp của mình. Khi còn sống, ông ta chẳng bao giờ đưa vợ đi du lịch, thậm chí đi ăn tối hay đi coi phim cũng là một điều xa xỉ. Ông cạn tình đến thế sao? Được, tôi đồng ý. Mình cứ ủy quyền cho luật sư riêng làm các thủ tục đi. Ông nhà đã lập một bản di chúc ghi rõ toàn bộ số tiền sẽ được để vào quan tài rồi thưa bà. Tôi nghĩ là bà nên đọc qua một lượt. Ra là vậy, tôi sẵn sàng thôi. Chẳng bao lâu, tình trạng của người đàn ông trở nên tệ hơn và một ngày kia, ông ta đã trút hơi thở cuối cùng. Vào ngày diễn ra đám tang của ông ta, đã có rất nhiều người tham dự. Tôi rất hiếu kỳ, không biết một người đàn ông giàu có khi chết được chôn với tất cả tiền bạc là như thế nào. Quả thật, cảnh tượng đó tôi cũng chưa hình dung ra. Ông ta rõ là một kẻ quái dị. Chúng ta hãy dành một phút để tưởng nhớ ông ấy. Đợi tôi một chút. Người vợ đi về phía chiếc quan tài, yêu cầu người luật sư đã viết di chúc đi theo mình. Bà ta lấy thứ gì đó từ cái hộp đựng giày và bỏ nó vào quan tài trước khi những người khiêng nó đóng lại và đem đi chôn. Xong xuôi tất cả, người vợ cùng bạn thân nhất của họ cùng nhau lái xe về nhà. Mình hy vọng cậu không điên rồ đến mức đem hết cả tiền trong tài khoản của cái kẻ keo kiệt đó bỏ vào quan tài đó chứ. Tất nhiên là mình đã làm đúng như những gì mình đã hứa. Mình đã hứa với chồng sẽ đem tất cả số tiền chôn theo ổng. Ý cậu là cậu làm đúng như thế, tức là bỏ toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của ông ta vào trong quan tài, không thiếu một xu ư? Tất nhiên là thế. Mình rút chúng ra đến đồng cuối cùng, bỏ tất cả vào tài khoản của mình. Sau đó mình viết cho chồng mình một tấm séc, rồi để tấm séc cạnh ông ấy ở trong quan tài. Câu chuyện hài hước trên có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, nhưng cũng có thể là câu chuyện có thật trong cuộc sống. Khi chẳng thiếu những người làm lụng vất vả, tích cóp cả đời, nhưng lại chẳng dám ăn, dám tiêu, sống một cuộc đời khổ sở, bần tiện, để rồi đến khi trở về cõi hư vô cũng chẳng mang theo được thứ gì. Mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. Bên cạnh sự bi hài của nó, câu chuyện còn là một gợi ý cho chúng ta khi phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống. Đó là khi nhận được một yêu cầu vô lý hoặc quá quắt từ người khác, bạn đừng vội từ chối hoặc có phản ứng tiêu cực, mà thay vào đó, hãy nhìn vấn đề từ một góc độ khác và nghĩ ra cách giải quyết phù hợp. Có 1.000 vấn đề thì ít nhất cũng sẽ có 1.000 giải pháp cho bạn lựa chọn. Tất cả chỉ phụ thuộc vào khả năng tư duy và ứng biến của bạn mà thôi.